chuột. Bẫy chuột nhiều. Các kiểu bẫy. Đây thì bẫy này gọi là bẫy bán nguyệt. Mà bẫy này phải có mồi. Mấy chục cái. Bẫy này thì không được không, nó có cái đặc tính nó khác với cái bẫy của anh em người bản xứ hôm trước mình quay làm bằng cái cây lỗ ô, nhìn nó đơn giản, có cái dây ni lông với cả cái cành tre ấy. Người ta uốn xong sắp rất là hay. Đây là bằng sắt, bẫy này bằng sắt là của người miền xuôi. Cây lỗ ô, bẫy của lỗ ô là người miền ngược, người địa phương. Tuy nhiên bẫy nào cũng có cái hay riêng của nó. Mình thì bẫy bán nguyệt thì mình biết, còn cái bẫy kia thì hôm qua hôm kia thì xem anh em nó đặt thử thì rất là hay. Bẫy nguyệt này ở đâu sẽ có, tỉnh nào sẽ có. Trồng sâm là phải có nhiều cái bẫy này. Mùa chuột nó kinh lắm, mùa này chuột nhiều lắm, đạt thẳng mấy trăm cái bẫy chứ. Chứ không một con mỗi ngày nó làm một củ được. Hệt người mà nó. Đây là gọi là một trong những dụng cụ, công cụ nhỏ để phòng địch hại chuột, sóc, phá hại sâm. Phải có. Ngoài cái này ra thì còn phải có chó, có mèo, có hệ thống lưới hàng rào các kiểu nữa. Nói chung là 4-5 tầng các kiểu tầng bảo vệ cái những cái núi dược liệu mình trồng. Nó cũng kỳ công lắm, nó phức tạp lắm, nhưng không đơn giản đâu. Phải có cả con người nữa. Con người là yếu tố then chốt. Còn những cái này thì là công cụ hỗ trợ theo.